Dâu nói gì với mẹ cơ? Sao lại không lấy vợ? Có không đấy. Để lớn lên đừng bắt ép con phải lấy vợ nha. Đừng bắt ép con phải lấy vợ á? Vâng, mà con cũng không muốn chết. Sao mà chết? Con không muốn cưới vợ, con không muốn chết. Rồi con thì muốn sống lại. Mình ơi. Rồi, nhưng mà lớn lên con phải lấy vợ. Không. Tại sao không? Không. Con có lấy vợ không? Không. Không. Có chứ. Con lớn lên con vẫn đóng bỉm thì sao? Thì vợ chẳng ai lấy con. À thì chẳng ai lấy con á? Thì con phải cai bỉm đi thì sẽ có người lấy. Không. Hả? Nếu không ai chọn con thì sao? Không ai chọn con thì con chọn người ta. Con chọn người ta nhưng người ta lại không thích con thì sao? Người ta phải thích con mới chọn được. Người ta phải thích con thì con mới chọn được á? Ừ. Thì con phải ngoan, phải đẹp trai, phải học giỏi thì người ta sẽ thích con. Chưa? Con chỉ cần là người tốt thì người ta sẽ thích con. Được không? Hả? À? Ai mà chẳng phải lấy vợ? Con lại không bắt. Đừng có bắt ép con. Con không thích đừng có bắt ép con á? À? Bởi vì con chưa biết bệnh viện ở đâu mà người ta thích con được. À, lớn lên thì con sẽ biết. Ai dạy con? Tự con sẽ biết, con lớn lên thì tự con sẽ biết chứ sao? Tự con sẽ biết đường đến bệnh viện chứ. Con không biết. Con làm gì vậy? Thì lớn lên con có lấy vợ không? Không. Hả? Có chứ? Con Hải đi làm nhỉ? Con Hải đi làm nhỉ? Hôm nay con đi làm nhỉ? Hôm nay Việt Nam thua 3-2. À, hôm nay Việt Nam thua 3-2 ạ. Việt Nam thua quả đau thật. Quá đau. Phút 90 rồi.